Nữ sinh 17 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh mất tích sau một cuộc gọi điện ngày mùng 4 tháng 7 năm 2022. Sau một cuộc gọi cho gia đình để báo con đi chơi lát về, em Phùng Thị Ngọc Hân mất tích từ đó. Những ngày qua cha, mẹ cùng người thân trong gia đình em tất tả ngược xuôi tìm kiếm nhưng chưa có kết quả. Bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, 45 tuổi, mẹ Ngọc Hân cho biết em Phùng Thị Ngọc Hân, 17 tuổi, chưa về sau buổi học trên lớp ngày mùng 4 tháng 7, gia đình đã gọi điện và được báo con đi chơi lát về rồi không liên lạc được dù gia đình gọi cho Ngọc hơn rất nhiều lần nhưng số điện thoại vẫn thuê bao, vợ chồng bà vô cùng lo lắng. những ngày qua, vợ chồng bà đi nhiều nơi ở xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh gần nhà để tìm kiếm tin con. bên cạnh đó, gia đình cũng đăng tin lên mạng xã hội để tìm kiếm xong vẫn chưa có kết quả. mấy ngày qua gia đình tôi mất ăn mất ngủ, không chợp mắt được. con gái tôi từ trước tới giờ sáng đi học chiều về chứ không có la cà. đây là lần đầu cháu mất tích như vậy nên quá lo lắng. Mới tháng nay đọc tin nhiều đứa nhỏ bị lừa bán sang Campuchia nên mình cũng hồi hộp. Cháu Hân nhà tôi mà có chuyện gì gia đình tôi không biết sống sao." Bà rưng rưng nước mắt. Ông Phùng Thanh Phong, 54 tuổi, ba Ngọc Hân cũng sốt ruột mong tin của con gái. Ông nhắn nhủ với con, "Con ơi, về với ba, mẹ sớm đi con, ba mẹ mong tin con. Ba mẹ không la dầy gì con hết, chỉ cần con về nhà cho ba mẹ yên tâm." Ai có thông tin của cháu Ngọc Hân vui lòng liên hệ với gia đình theo số máy 0328 698 042 gia đình chân thành cảm ơn.